Hiện tại đã là 8 giờ tối nha anh em. 8 giờ tối tôi cắm mặt vừa mới đi thay bét tưới về, tưới cho cà phê. Hiện tại giờ mới được ăn tối. Đây, bữa tối của tôi. Đây, mời tất cả anh em ăn cùng nha. Mời mọi người nha. Nóng quá. Thái những miếng dưa như này ăn mới ngon. Đi bộ đội về làm cái gì cũng loay hoay một mình, chán muốn đi lại ghê. Muốn vào phục vụ cho Tổ quốc mà giờ nhà nước không cho. Chán ghê rồi, trong bộ đội lúc nào cũng vui. Đêm lại như này phải tầm 5-6 người ngồi một chỗ. Kể chuyện linh ta linh tinh cho nhau nghe. Giờ một mình bản thân. Cày một cái rậy, tối lại một tô mì tôm. Buồn lắm.
đang quen cuộc sống quân ngũ, bắt ra quân làm gì? Ớt này xanh mà cay quá. Hay quá. Ừ, có con thằn lằn đang nhìn mình ăn kìa. Ẩu thế nhờ. Xong bữa tối. No.